nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa 1, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đầu tiên của chính quyền nhân dân. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng tổ chức gặp mặt thân mật các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ hiện đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Dự buổi gặp mặt có Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 đơn vị Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Diễn văn cho Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tại buổi gặp mặt đã nêu bật truyền thống của Quốc hội Việt Nam từ khóa 1 đến khóa 14. Qua nhiều chặng đường của cách mạng Việt Nam, Quốc hội đã không ngừng đổi mới, làm tròn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước. Cách đây 75 năm, ngày 6 tháng 1 năm 1946 đã đi vào lịch sử Việt Nam, một mốc son chói lọi. Ngày mà toàn thể nhân dân Việt Nam từ miền xuôi đến miền ngược, từ miền Bắc đến miền Nam, từ nông thôn đến thành thị, không phân biệt gái, trai, giàu nghèo, tôn giáo, sắc tộc, giai cấp, đảng phái, từ 18 tuổi trở lên đều tham gia cuộc tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa 1. Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đầu tiên của chính quyền nhân dân. Ở Nam Bộ, cuộc bầu cử đã diễn ra dưới bom đạn ác liệt, nhiều người đã ngã xuống, nhưng với lòng gan dạ, kiên trung, bất khuất, chúng ta vẫn tổ chức thành công cuộc bầu cử. Thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử đã khẳng định về mặt pháp lý quyền làm chủ của nhân dân ta, từ địa vị nô lệ đứng lên, độc lập, tổ chức ra nhà nước của mình, nhà nước dân chủ, công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên này với sự ra đời của bản hiến pháp tiến bộ năm 1946 đã mở ra một trang sử mới cho đất nước ta, có một hệ thống chính quyền thống nhất, chính danh về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại. Đối với đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, hoạt động của đoàn đã không ngừng nghiên cứu, phát huy trí tuệ, có nhiều đóng góp tích cực giúp cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước nổi bật, như điều chỉnh quy định sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, đã phối hợp cùng với các cơ quan trung ương trong việc trình Quốc hội thông qua và ban hành nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Công tác xây dựng pháp luật có nhiều tiến bộ, việc tổ chức lấy ý kiến, góp ý, các dự án luật được đổi mới cả về hình thức và nội dung. Nhiều dự án luật được đại biểu Quốc hội trong đoàn nghiên cứu, tham gia phát biểu sôi nổi, tâm huyết, đề ra nhiều ý tưởng mới có tính đột phá, kiến nghị đưa vào luật những nguyên tắc cơ bản nhằm đảm bảo tính pháp chế xã hội chủ nghĩa, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ trong xây dựng các thiết chế bộ máy nhà nước, trong việc bổ nhiệm, thi tuyển, nâng ngạch cán bộ, công chức, viên chức quốc gia. Hầu hết các ý kiến phát biểu xây dựng luật của đại biểu Quốc hội thành phố đều mang tính phản biện cao, tập trung vào những vấn đề lớn mà trong thực tiễn còn nhiều vướng mắc, bức xúc nhưng chưa được quy định trong luật, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội mà cử tri thành phố quan tâm. Những kiến nghị của các quý vị đại biểu trong đoàn ở các kỳ họp đều được chủ tọa phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban soạn thảo dự án luật đánh giá cao, được công luận cử tri thành phố và cả nước hoan nghênh ủng hộ. Các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn không ngừng nghiên cứu, phát huy trí tuệ, có nhiều đóng góp tích cực giúp cho việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, nổi bật như điều chỉnh quy định sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia, dự án xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt, đã phối hợp cùng với các cơ quan trung ương trong việc trình Quốc hội thông qua và ban hành nghị quyết số 119 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Công tác dân nguyện được chú trọng, thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.
Đoàn đã duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố. Công tác tiếp xúc cử tri luôn được tăng cường. Số lượng các cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm đối tượng được tăng lên, thường xuyên có sự thay đổi địa bàn tiếp xúc cử tri của các đại biểu Quốc hội. Các chuyên đề được đoàn đại biểu Quốc hội chọn để tiếp xúc đều liên quan đến những vấn đề thời sự, bức xúc của xã hội mà cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm. Kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội khóa 1 là dịp để các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm để làm tốt hơn trách nhiệm cao cả của người đại biểu nhân dân.